Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình trồng rau muống kiểu này. Mình ngâm cái hộp này nè, lấy cái mua cái hộp ở ngoài tiệm đồng á ha. Về nhà có cái nắp không phải như vậy. Cái nắp thì nó đậy lại bình thường thôi. Rồi cách mình ươm rau muống, mình ươm hộp rau muống tới ngày cách mình gieo thí nghiệm trồng coi thế nào nó lên, thấy nó lên như thế nào. Đây là cái hộp nè ha. Nó có cái nắp bình thường thôi, mình mua về bình thường. Cái nắp này khoảng 3/4 galon. 3/4 galon. Từ hồi đó nó bán 1 galon, bây giờ bán 3/4 cũng được, không sao. Mình lấy về mua về, cái mình lấy cái dao có răng cưa đồng 4 cái ở tiệm đồng ha, đó là tree. Mình cắt lỗ không? Mình cắt chắc như vậy nè. Lấy cái phần nhựa chính giữa mình giục đi. Xong mình lấy cái lưới ren, mình cắt miếng lưới. Cái ren nào tiệm qua mặt á bán 1 doi 2-3 đồng vậy, rẻ lắm. Mình cắt cái lưới nè, lưới mỏng này ha. Đó, mình cắt ra cái mình ụp lên đó như vậy, cái mình dặn lại, thì nó đã giữ được cái hột trong chổng rồi. Xong mình đổ nước vô, mình ngâm một đêm, xong qua ngày hôm sau cái mình hầu gì cũng vậy, lên dễ lắm. Mình đổ nước vô mình ngâm một đêm, xong ngày hôm sau mình chắc nước ra, thì lúc trong có cái lưới như vậy nè, mình chắc nước ra dễ lắm. Mình không cần đổ ra đổ vô gì hết trơn, nó giữ chắc vậy rồi. Mình đổ nước vô xong rồi cái ngâm đêm, cái mình đổ nước ra, mình cầm nha, cái mình đổ nước ra, ra nước hết trơn, cái mình để vậy ngâm đêm, xong mình để nghiêng nghiêng vậy nè, giống như kiểu ta làm rau mầm trong hũ vậy đó. Để khoảng 2-3 đêm là nó làm ra mọng rồi, ra mọng như vậy nè. Cái này mới có 3 đêm thôi, 3 ngày thôi đó, mở ra nè, rau muống nè, mở ra không, ra mọng như vậy nè, nhiều không, thấy không bà con đó. Bây giờ mình thí nghiệm mình trồng cho cái ly, mình mua cái ly này có 3 cm cái à, 2 cm 7, 3 cm gì cái à. Đó, mình vùi cái lỗ, lấy cái ly giờ hay mình vùi cái lỗ xung quanh nhân nhà. Thì mình lấy cái vùi lỗ thì cái đồ mà người ta để hàng đồ à, giống như tiệm đồng cũng có bán, nhiều khi đồng 5 đồng cái vậy đó. Mình nó có chất nóng của mình cầm vô cái nó lủng lỗ, chọt vô lủng lỗ. Đó, mình để vô đó. Trong đó thì đổ nước. Dưới cái chậu này thì mình đổ nước rồi mình kiếm mấy miếng này nè, miếng mút này nè, thì mình để cái ly lên, thì mình vẽ cái lằn trước ha, bỏ cái ly lên, úp cái ly lên, mình vẽ cái lằn trước, vẽ cái lằn bằng cái viết, xong rồi lấy cái dao, cũng là cái dao đó luôn, cái dao đó mất tiêu rồi, à, cái dao này nè đó, mình chọt vô vậy nè, nó vẽ cái lằn trước mình chọt vô, mình cắt dễ lắm, rất là dễ cắt. Cái dao của răng cưa rất là dễ cắt, đồng 4 cái ở tiệm đồng nha. Đó, rồi cắt xong rồi cái mình bỏ cái ly này xuống, cái ly phần lỗ sẵn bỏ xuống, rồi mình ươm thử đây một mớ rau muống nè, mình để vô thử coi nó lên sao. Còn bây giờ mình hết chỗ rồi, mình hết miếng muối rồi, thì mình dục đất sơ dừa, cái này sơ dừa chứ không phải đất, sơ dừa cũ người ta xài rồi, người ta dục thì mình lấy mình xài lại coi sao. Đây là cái chậu này 3 feet, bề ngang 3 feet, bề dài 3 feet. Đó, mình đây là hộp rau muống của mình, thấy không, mình giải xuống thử coi sao. Bữa nay tại không có chỗ trồng nữa, mình giải xuống coi nó lên không. Giờ nó đã lên mộng rồi, mình chỉ giải gieo nó xuống coi. Bữa nay là tháng 5 ngày 20 rồi, ở Michigan tháng 5 ngày 20, thì mình giải xuống, giải như da mạ cho nó coi nó lên sao. Tại mình cũng có hột nhiều, mình mới mua hột rau muống cũng nhiều nè, mình mua nửa ký ha, gì đó, nửa ký hàng ký gì qua này cũng rẻ lắm, bên Việt Nam gửi qua, chứ ở Mỹ giờ bán mắc quá, eBay động mắc, bên Việt Nam gửi qua thì không bị hải quan nó chặn lên nó dục cũng đỡ. Đó, mình gieo nó xuống vậy nè, coi bữa nó có rau muống ăn, hy vọng nó lên kiểu này. Đây cái chậu này nó hồi nãy mình tính trồng kiểu kia mà cái chậu này nó bị lủng ở đâu không biết, thấy nước nó chảy mất tiêu hoài. Thôi đổ sơ dừa cũ vô trồng thử kiểu này cái này sao. Cái này hơi nhiều, mình gieo hơi nhiều mà kệ đi, đặt cũng sao, thí nghiệm mà, lần đầu tiên thí nghiệm coi nó lên không. Mấy ngày nay ở Michigan này sao nó nóng quá, 80 mấy độ, 70 mấy 80 độ, 82 độ ngày, quá nóng. Mình ở xứ lạnh quen rồi, hơn là mùa này nó nóng thì cũng khó chịu mà nó lạnh cũng khó chịu. Và hình như rau muống nó thích nóng hay gì, thử thí nghiệm thử một bên đó coi sao. Phải trồng hết luôn, gieo hết luôn như rêu mạ, cái để lên ăn chắc mệt rồi, không phải giỡn đâu, nhiều lắm, hy vọng nó lên. Hy vọng nó lên coi có dâng ra ngoài đây mà hột nào không. Nước kiểu này mà nóng lên nó 8 mấy độ trở lên thì nó chắc nó lên có lẽ là rất là mau. Đây, đó mình gieo đây.
Làm cái này nó lẹ hơn mà không biết rau muống nó có lên tốt không biết. Làm kiểu này thì lẹ, cái quăng xuống gì nè, rải chỗ nào phiếu phiếu quăng thảy nó vô. Dùm nhau mà sống. Chỗ nào thưa thưa ngâm khoảng ngâm một đêm ha. Rồi xong rồi mình đổ nước ra mình để vậy thôi, không cần ủ, không có đắp vải, không có gì lên hết vậy. Đổ nước ra lệ cái ly xéo xéo vậy đó. Là ba đêm thì nó ra mọng dài khúc khúc vậy rồi, không cần ủ cái gì hết vậy. Cứ bỏ miếng vải ủ ngang cái. Để ngang cái là thấy nó không cần phải để kính để đâu thấy nó cũng lên, ở Michigan lạnh mà nó còn lên mà. Ở mấy chỗ ấm thì cũng lên dễ hơn nữa. Lắc cho nó hết xuống luôn. Rồi không còn hậu nào hết. Hy vọng nó lên chứ này. Cái túi nước nó không nữa, nó đẩy về đi. Rồi đó. Rồi mấy ngày sau mình sẽ cho mọi người coi nếu nó lên đẹp. Nếu nó không lên thì thôi chắc cũng không đăng lên nữa. Đây, 3 feet chạy ngang vuông dứt lại 3 feet á, 3 feet vuông. Tại cái này nó bị chảy nước rồi, mình còn mấy cái nữa nè. Rồi đó thằng kia nó trồng cần sa, sau đó dục mấy cái này lụm về. Cái mình để dài dài đây nè, cái đổ nước vô. Trồng đồ mình mua mấy miếng mút vậy nè, về nhà mình cắt lỗ ra, mình đổ nước dưới nước cái này không bị chảy nước á thì mình trồng kiểu này. Đây là trồng kiểu này vậy. Còn cái nào bị chảy nước hư rồi giống kiểu này thì mình đổ đất vô, đổ nước sệt sệt vô rồi xong cứ để coi nó lên sao thôi. Rau muống này thì nó đã nảy mầm quá dài rồi. Hy vọng trời nắng mấy 3-4 ngày này tới, 5-6 ngày tới nó đừng có bị đông đá thì nó không có chết. Thôi mình tạm dừng ở đây đi, mình đi tưới rau, trễ rồi. Rồi chào tất cả mọi người nha, mọi người hẹn gặp lại video kế tiếp. Hy vọng mình thành công cái này rồi mình sẽ đăng lên cho mọi người coi nha. Rồi bye mọi người.